Hi, xin chào các bạn. Trong cái video này, trong cái buổi hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn về cái công thức mà tính lợi nhuận ROI thì, là cái đối với sách thì gọi là nhuận bút ở trên mỗi lần in sách ha, hay là trên một order đấy. Cái thứ hai đó là mình sẽ tính được cái công thức về cái so về cái đơn hàng vào mỗi ngày và mỗi tháng của một cái cuốn sách nào đấy ở trên Amazon. Bằng những cái công cụ này, rồi sau đó mình sẽ tổng hợp lại, mình sẽ tính được cho các bạn sẽ thấy được cái tổng thu của một cái cuốn sách đó bao nhiêu vào mỗi tháng hoặc là trong cái quá trình xuất bản cho đến nay. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Trước hết đó là các bạn sẽ vào ở trong trên cái trang chính của Amazon ha, thì mình sẽ gõ cái coloring book for orders. Ok, trong cái phần này thì mình sẽ chọn những cái cuốn sách nào mà best seller. Thì ở đây có bốn cuốn sách best seller top đầu, thì mình sẽ chọn một cái cuốn sách ha. Ví dụ mình chọn cái cuốn sách về sách tô màu này đi ha. Ok, thì sau khi mình chọn cái cuốn sách này thì các bạn sẽ thấy được đây là cuốn sách bản best seller với một cái giá là 7.99 đô trong một cái cuốn sách này. Và trong cái cuốn sách này hiện tại là để mình back luôn xem cái ranking của nó là bao nhiêu ha. Mình đã cài đặt tất cả plugin thì cái ranking của nó là 358 ha, xếp vị thứ 358, chắc là top 10, gọi là top trong best seller của Amazon về về book. Rồi thì sau khi mình biết được cái con số này rồi á, thì bây giờ mình sẽ click vào xem chi tiết cái cuốn sách này như thế nào. Mình sẽ kéo xuống dưới cùng này, đây, kéo xuống dưới này ha. Thì dưới này mình sẽ thấy được thứ nhất đó là ranking và dimension là cái kích thước của cuốn sách này là 8.5 và 11 inch đấy. Và cuốn sách này là bao nhiêu trang, paperback này là nó gồm có 106 trang. Thì bây giờ mình sẽ tính cái profit của một lần in thì bao nhiêu. Thì mình sẽ vào ở trong cái công thức đầu tiên, đó là các bạn copy cái link này, cái này mình đã có ở dưới video, các bạn có thể là click vào ở dưới video để các bạn sử dụng những cái link này nha. Thì mình sẽ mở cái link này ra, và trong cái phần này thì các bạn chọn đơn vị là in. Đối với sách thì chúng ta là đơn vị in ha. Trim size này là cái kích thước đấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình là 8.5 nhân 11 in giống như cuốn sách đấy. Và cái phần pay call này á, là cái số lượng cuốn sách này á, là bao nhiêu, thì đó là bao, ở đây là không một 106 ha, thì mình sẽ dán vào đây. Sorry, 106. Rồi cái phần list price, đó là cái giá mình bán ở trên sàn Amazon là bao nhiêu. Thì nó cái giá bán ở trên sàn Amazon đối với cuốn sách này á là 7.99 đô. Thì mình sẽ nhập vào đây 7.99. Rồi, ok, thì mình xong xuôi hết tất cả cái form này rồi thì các bạn chọn submit cho mình. Thì sau khi mình chọn submit xong thì ở dưới này là sẽ có cái list marketplace là trên tất cả các thị trường của Amazon. Thì amazon.com là ở trên thị trường ở US, UK, different, rất là nhiều cái thị trường của Amazon nhé. Thì cái phần list price thì nó tương đương với những cái tiền tệ của tất cả những thị trường đấy. Cái phần royalty là khi mình bán ở trên Amazon thì tính 60%. Còn cái phần minimum list price của nó là đây, print cost là cái giá để in ở trên cái nhà máy của Amazon, họ in cuốn sách này ra để phân phối cho tất cả những người đã mua ở trên Amazon. Và cái phần optimize, cái phần estimate này á, estimate ROI này á là 1,95 đô khi mà mình bán được một cái đơn hàng là được nhuận tiền nhuận bút là 1,95 đấy. Thì như vậy là Amazon đã tính được cái chi phí như thế này khi các bạn list một cái giá để mà lên bán.
Ok, thì sau khi xong cái này rồi thì mình biết được cái cuốn sách này á, nếu mà một lượt nếu mà một lượt order như vậy á, print như vậy á, là mình sẽ có được cái tiền nhuận bút là 1,95 đô. Rồi bây giờ mình sẽ tính được là một tháng bao nhiêu, một khoảng thời gian bảng trên Amazon nó được bao nhiêu đô profit ha, cái lợi nhuận. Thì bây giờ là phần cái công thức thứ hai về tính so tính vào đơn hàng vào mỗi ngày vào một tháng này, thì cái link app này thì các bạn cũng click ở dưới video này ha, các bạn sẽ xem để lấy cái link này, các bạn sẽ check xem tính như thế nào theo hướng của mình ha. Thì mình mở cái link này ra, thì đây là cái phần BS ranking, thì trong phần là ranking tổng hợp đó, thì mình sẽ copy ranking của cái app này là bao nhiêu nào. Đây cái ranking này là 358 ha, thì mình sẽ nhập lại là ba sorry thì mình nhập lại là 358. Rồi đây là một cái loại sách gì, đó là book chứ không phải là ebook nha. Như vậy sau khi mình đã có cái con số ranking này rồi và book này, thì mình sẽ click vào là calculator sale, thì mình sẽ có được những cái một tháng như vậy á, là cuốn sách này là gồm có 4.416 sale, và một ngày như vậy là trung bình được khoảng 294 sale. Các bạn thấy khá kinh khủng không? Bây giờ cho các bạn xem thêm về cái thu nhập của cái cuốn sách này là bao nhiêu từ khi xuất bản cho đến bây giờ, thì trung bình như vậy. Bây giờ mình mở cái calculator ra, và trong phần này thì mình sẽ lấy cái tổng số sale hàng mỗi tháng này, có nghĩa là 4 416, và mình nhân cho bao nhiêu, nhân cho cái profit cái này ha, nhân cho cái 1.95 này ha. Ok, nhân 1.95 ok bằng bao nhiêu. Thì như vậy là trung bình của cái cuốn sách này á, là một tháng như vậy á, trung bình là 8.600 đô nha. Đấy, 8.600 đô với cái số lượng sale này ha. Ok, các bạn thấy khá là kinh khủng đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vào ở trong cái book này, cái calorie này, mình sẽ xem cái ngày xuất bản là ngày nào. Cũng mới gần đây thôi, nó xuất bản vào ở tháng 6 đây. Thì như vậy là gồm có 2 tháng đúng không? Thì cái này mình tính ra là nhân 2 ha. Nhân 2. Wow. Thì nó gồm có 17.000 cuốn sách nó xuất bản 2 tháng ha. Rồi thì như vậy các bạn nhìn thấy là cái profit, cái lợi nhuận khá là kinh khủng không? Đấy. Sau 2 tháng thì cái cuốn sách này đã bestseller trên nền tảng là KDP của Amazon. Rồi. Ok, thì như vậy là qua hai cái công cụ này chat để các bạn thấy rõ được là cái thu nhập của mỗi cái cuốn sách với cái số lượng ranking và nó có được trong những cái cuốn sách này, để các bạn có một cái động lực để các bạn sẽ làm tốt hơn và cố gắng để là phát triển tốt hơn, những phát triển ra những cái chất lượng của sản phẩm cuốn sách ở trên Amazon để cho tất cả người mua ha. Thì các bạn nhớ đừng quên đăng ký cái kênh Quốc Media và like subscribe. Mình sẽ có những cái video mới và sẽ xuất bản lên trên kênh YouTube của mình. Ok, chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo.